Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, Tử Vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải gặp nhiều may mắn ngay từ những ngày đầu đời. Để có được những thành công, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở mới tìm được thành quả cuối cùng của mình. Cứ mỗi một năm trôi qua, ai cũng mong rằng trong năm đó sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong năm Canh Tý 2020 này, sẽ có một số con giáp gặp phải thị phi xui xẻo làm ăn lụi bại, đặc biệt từ cuối tháng 5 âm lịch này trở đi. Những con giáp dưới đây sẽ bị xui xẻo bủa vây, sức khỏe, tài lộc, tình cảm đi xuống. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây để biết đó là những con giáp nào nhé! Tử vi của tuổi Ngọ trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Chuyển sang 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước, đường tài lộc hưu hắt. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý nhiều về tính cách của mình, cần phải bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc mình đang tiến hành triển khai. Bước vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Con giáp này đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Thái tuế nhập mệnh khiến cho tình hình phía trước biến đổi không ngừng, con giáp này dễ mắc phải sai lầm, dẫn đến những tai họa khó tránh. Công việc trước thì suôn sẻ, nhờ hữu bật các tinh trợ mệnh, bản mệnh có thể tìm thấy được hướng đi cho mình, phát huy được năng lực của bản thân. Tuy nhiên, những gia chủ tuổi Ngọ dễ vì ham vui mà quên đường về, vốn dĩ có thể phát triển sự nghiệp nhưng lại bị bạn xấu lôi kéo, mải chơi mà quên nhiệm vụ, sa đà vào những thói hư tật xấu chơi bời phóng đãng. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Nguyệt lệnh lâm thai, con giáp này dễ bốc đồng sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm bất định. Để mọi cuộc sống diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn, những gia chủ tuổi Ngọ nên mang theo bên mình minh quang pháp bảo. Nếu mang theo bên mình, sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Đối với tuổi Ngọ, sự nghiệp vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh phải gặp đủ nhiều chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Nguyệt lệnh ở đất thai, người tuổi Ngọ ở thời điểm này vận trình sự nghiệp thăng trầm bất định, khó đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó. Mặc dù được quý nhân hữu bật nâng đỡ, chỉ lối dẫn đường nhưng con giáp này chưa biết tận dụng hết thời cơ sẵn có. Bản mệnh có thể tìm ra được hướng phát triển phù hợp với bản thân, phát huy được năng lực có được thành công ở bước đầu. Nhưng bản chất ham vui dễ bị lôi kéo, khiến cho những chú ngựa dễ dàng đi chạch đường dây, đánh mất những lợi thế mà mình đang sở hữu. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong chuyện cần đến lý trí, những chú ngựa dễ mắc sai lầm, con đường công danh sự nghiệp vì thế mà khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để may mắn và thuận lợi hơn trong con đường công danh sự nghiệp, những gia chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về tài lộc của người tuổi Ngọ, xét vận trình tài lộc 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, tuổi Ngọ xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc, bản mệnh không thể giành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau lại hết. Có thể bị mất trộm, bị rơi mất hay bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Tử vi năm 2020 cho thấy, âm sát xuất hiện lại thêm thái tuế ở bên. Tháng này đường tài lộc của tuổi Ngọ khó bề khởi sắc, có thể làm ra tiền nhưng chẳng giữ được tiền trong tay. Bạn có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng ra đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm phải sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Những chú ngựa còn có thể u mê vì chuyện tình cảm mà quyết định sai lầm, có khi biết sai mà chẳng thể làm lại, chỉ đành nhìn tiền trong tay mình trôi theo dòng nước. Để con đường công danh được thuận lợi, không bị ngăn cản quấy phá, những gia chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo.
Minh Quang pháp bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Đối với sức khỏe của tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch ổn định về sức khỏe, không mắc bệnh nguy hiểm, chú ý chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ để luôn tràn đầy năng lượng. Về tình duyên của tuổi Ngọ, bước sang 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch năm Canh Tý, tuổi Ngọ vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng chẳng có nhiều hy vọng. Tuổi Ngọ tự hình có thể tự đẩy mình người yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của bạn, cố gắng để bạn chia sẻ mà không thành công. Con giáp này có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình với gia đình, người thân, khiến cho người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Người độc thân dễ u mê trong tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cẩn thận bị lừa gạt cả tình tiền và cũng chẳng hề hay biết, con Mỹ mình đang sống trong hạnh phúc. Để con đường tình duyên cũng như sự nghiệp được may mắn thuận lợi hơn, các gia chủ tuổi Ngọ nên mang bên mình vòng tam hợp huyết long dần Ngọ Tuất, được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của tuổi Tý trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch tuổi Tý báo hiệu sự biến động cực kỳ lớn trong vận trình tình cảm và công danh sự nghiệp của con giáp này. Đồng thể, vận trình trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch ngày càng xuống dốc. Mệnh chủ tuổi Tý sẽ có tỷ kiên chiếu mệnh, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, gia chủ tuổi Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quan mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn đến bạo bệnh. Về sự nghiệp của tuổi Tý, phương diện sự nghiệp, nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết định, cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy dâng ra từ trước. Hành động bốc đồng, thiếu cẩn thận sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, không chỉ lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào thế hiểm nghèo. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, tuổi Tý sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc. Con giáp này dễ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng trong khi cần phải bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần biết mình là ai, đang ở đâu và phải làm gì. Xem tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch trong thời gian này, tuổi Tý khó mà có được những điều mình mong muốn. Cả đường tình duyên, tài lộc đều đang phải trải qua giai đoạn khá là khó khăn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý, để phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh. Về tài lộc của tuổi Tý, trong 10 ngày cuối tháng 5 này, tuổi Tý bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiếm tiền có phần bê trễ, công việc tiến triển không được tốt lắm, điều đó càng khó để con giáp này tăng thêm thu nhập của mình. Tử vi tháng của 12 con giáp cho thấy đường tài lộc của tuổi Tý vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch không được tốt cho lắm. Không phải bạn không kiếm được tiền mà bạn còn kiếm được nhiều tiền, xong lại chẳng giữ được tiền trong tay. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Dễ thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Tý nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm, để phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không phải ai biết được ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để con đường tài lộc thuận lợi càng thêm thuận lợi, quý gia chủ hãy mang bên mình Minh Quang pháp bảo. Về tình duyên của tuổi Tý, theo tử vi năm 2020, 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, chuyện tình cảm của những chú chuột khá là ảm đạm. Đối phương
vốn chỉ muốn tốt cho bạn nhưng lại không thể hiện khéo léo, khiến cho đôi bên hiểu lầm lẫn nhau. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian tâm sức cho công việc, dù muốn quan tâm đến gia đình thì khi có cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi áp lực khiến cho tuổi Tý dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Con giáp này nếu còn độc thân thì cũng mải mê với công việc mà không quan tâm đến chuyện phải tìm kiếm một người cho mình. Bạn thích cuộc sống tự do, tự tại, thích làm những việc theo ý muốn nên không muốn bị ràng buộc bởi tình cảm. Tử vi của tuổi Sửu trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Bước sang 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, tuổi Sửu sẽ có nhiều tin vui về tình cảm. Song đỏ tình đen bạc, bản mệnh có thể bị hao hụt không ít tiền của, còn có thể lâm vào tình trạng túng thiếu. Tử vi năm 2020 cho thấy, bước sang 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch sẽ là thời điểm mà tuổi Sửu gặp phải nhiều chuyện không được như ý, vận trình ảm đạm so với các khoảng thời gian khác. Cục diện tương hại cho thấy sự bất ổn trong chính cảm xúc của con giáp này, chưa kiểm soát được tình hình, không thể tự tin để bày tỏ tình cảm, có thể vì thế mà hụt mất nhiều cơ hội để đi đến với tình yêu. Thiên hình hung tinh còn nhắc nhở con giáp này hãy nhớ mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu, nhất là trong công việc. Sự sao lãng, thiếu tập trung có thể khiến bạn phải trả giá đắt khi liên tiếp mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nguyệt lệnh lâm suy cảnh báo những chú trâu cần phải chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn, chớ nên suy nghĩ quá nhiều mà suy nhược cơ thể, mất ăn mất ngủ. Trong tháng, bạn có thể tốn kém một khoản cho chi phí khám chữa bệnh. Về sự nghiệp của tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu năm 2020 cho thấy, tháng này xét về vận trình công danh sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Vẫn đều đều với công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch có nhiều áp lực sẽ khiến cho tuổi Sửu cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, phần nào ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Con giáp này dễ lơ là, thiếu tập trung, có những suy nghĩ khó có thể dự đoán được khiến cho vận trình chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác. Thiên hình hung tinh báo hiệu những tai họa gặp phải trong thời điểm này đều có nguồn cơn do chính bản mệnh mà ra. Thiếu tinh thần làm việc thì tất hiệu quả công việc sẽ sụt giảm, thiếu tập trung thì sẽ mắc phải sai sót. Nếu như những chú trâu không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể, cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Bản mệnh nên mang bên mình minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó mở rộng công danh, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Còn về tài lộc của tuổi Sửu, mức chi tiêu trong tháng này khá là lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh thúng thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn, có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là những người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi, sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ hao tiền tốn của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó là một vấn đề khá lớn mà tuổi Sửu phải đối mặt. Đường tình duyên của những chú trâu vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch khá ảm đạm, thực sự là hoang mang về bước đường trước mắt, dù là người có đôi hay vẫn còn độc thân. Sự hờ hứng giữa các cặp vợ chồng là dấu hiệu bất ổn, có thể sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xen vào, hoặc chính các bạn là người mất kiểm soát cảm xúc mà say nắng trúng gió trong những mối quan hệ ngoài luồng. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn biết tử vi những con giáp cần đề phòng xui xẻo sức khỏe, tình cảm và tài lộc trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi, những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.